sáng mình quay tiếp tục. Các bạn xem mấy anh chủ xe đang tính tích khác, không có bơm nữa nha các bạn. Còn ít trăm mút nha các bạn, dài gạo. Nó bình nước luôn, chảy gì nữa, nó bằng nước luôn rồi, nó có ấy đâu. Kim đi ra đi, không thấy đường. Nó múc cặp mé để cho nó sâu xuống. Cái xe càng dài múc ra theo cho sâu xuống tiếp. Dục dục xuống rồi. Nhà bơm gì bơm không nổi nha các bạn. Nước quá, nước cu su chịu không nổi. Nên lên luôn nè. Giờ dọn vải cho nó sâu sâu mình lôi cái phà sát vô cái mình lên luôn. Độn vừa xuống lên luôn nha các bạn. Dài cũng hỗ trợ múc đất ra tiếp. Thank you.
lọt cao su bỏ luôn rồi, giờ không còn bơm nữa. Phá luôn rồi, phá mấy cái cao su này luôn. Thank you.
chấm nọc cái trên đó chịu phà luôn rồi. Sự cố rất là khó khăn luôn các bạn ơi.
Tiểu hoài tôi còn muốn được luôn. Ê, lấy cái dao ra kìa. Cái này sao ta? Cái lấy này là cái lấy được nói không? Bên này không có làm hả? Không. Bên này làm hả? Rồi.
anh tài xế đang lái thì cũng là chủ xe các bạn, chủ xe trên nha. Xe con Việt năm cũng lâu năm trong nghề lắm các bạn. Mấy năm rồi, mấy 20 năm rồi. Vậy buộc xong thẳng vô trời. Hồi nãy rồi đưa lên trên rồi ngon quá. Lên lên xéo luôn các bạn, rồi xéo luôn phải lên. Ở vậy đó lên luôn đó. Bà chỉ huy cho lên coi, mau lên coi. Không, lên mau nó khỏe rồi.
nghiệp chú xe. Cực lắm. Trời ơi. Tin hoài qua cầu gom ly chợ. Qua cầu đó. Được không? Không được hả? Không được hả? Qua cầu này thì nhậu rồi phải qua. Qua là đang đảo dòng mình phải qua luôn. Đừng có cầu đắng chứ. Thẩm quá bức luôn, hết lên luôn. Đó là chắc múc sát vô luôn á, nó kéo bà vô bơm luôn á, kéo bà sát vô bơm luôn á, còn nữa làm bà kè lại.
dính cái mũi rồi kìa, sao vô. Đây kêu coi cái xe còn dầu không nha. Xe dưới nước đó, còn dầu không? Để hồi lên giữa chừng nó hộp dầu á. Giờ hả? Thấy con lên giữa chừng hộp dầu báo. Cái đó đi tiếp xong là mà kè là tới đó rồi. Đàm phía trên lộ buộc neo cái phà. Yeah.
không có chịu chỗ bám cái lưỡi dạt cái bờ nó rồi cái cây nó xuống cái góc đó sao vô nổi banh mũi trâu kìa sạc cái góc rồi kìa đi cầu nó chịu nổi không, nhiều người đi chịu nổi trời. Ừ, đợi hai cây dưới hồi nó giặt múc meo rồi. Gách mẹ thank you.
thôi múc ba lên. Nhóc bây giờ
lên dễ không lên được. Rồi mình xin tạm kết thúc video nha các bạn. Mình sẽ chia ra vài tập cho các bạn xem, tại vì lâu quá thì dài các bạn. Rồi. Các bạn xem và đăng ký ở kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ quay tiếp tục tác phà rồi các bạn xem. Mừng cho anh ơi, để lại mừng.